Hoa sen là một loài hoa mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp và có thể giúp gia chủ bổ trợ nguồn khí tốt, tăng sinh khí, vượng khí. Trưng bày bình hoa sen gỗ trong nhà sẽ mang đến sự thanh cao, thoát tục, tinh khiết vô cùng sang trọng và tinh tế. Một bình hoa sen gỗ với lá non, lá xòe, hoa nở, nụ, bát sen tượng trưng cho sự ấm cúng, sinh sôi. Tất cả được cắm trong một bình tròn đầy thể hiện sự viên mãn trọn vẹn. Với ý nghĩa thanh lọc, hoa sen còn giúp điều hòa luồng sinh khí, tăng cường năng lượng tốt và ngăn chặn những điều xấu, giúp cho gia chủ tránh ưu phiền, tĩnh tâm, an nhiên, hoan hỷ. Theo phong thủy, hoa sen là một trong những loài hoa được xem là mang đến phong thủy tốt, có khả năng gia tăng sinh khí, bổ trợ nguồn khí tốt lành, giúp gia đạo bình an, công việc như ý, thịnh vượng. Ngoài ra, việc trang trí hoa sen bằng gỗ còn góp phần mang lại sự ấm cúng, thanh tịnh, nhẹ nhàng, xóa tan ưu phiền, âu lo, hưởng thụ cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Hoa sen được coi quốc hoa của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh hoa sen luôn đi vào văn, thơ, hội họa, ngay cả trên trang phục truyền thống của dân tộc ta. Trong Phật giáo, hoa sen là hình ảnh hiện thân của Đức Phật cao quý, thanh nhã. Hoa sen tượng trưng cho sự thiện lành, phúc đức, viên mãn, tịnh tâm, sự giác ngộ, thuần khiết, không vướng bụi trần. Rất đúng với ý nghĩa của sen gần hồn mà chẳng hôi tanh mùi hồn. Nên đặt bình hoa hoa sen gỗ ở đâu trong nhà? Để trên bàn thờ, có quan niệm cho rằng không nên đặt hoa giả lên bàn thờ, vì đó là sự thiếu tôn trọng và sự thành kính với Đức Phật hay với ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, hoa sen gỗ là làm từ bàn tay và tâm huyết của các nghệ nhân, có độ tinh tế và kỹ xảo, độ bền cao, có thể sử dụng vĩnh cửu không lo hư hại. Vì vậy, ngoài hoa sen tươi được dâng lên bàn thờ của Đức Phật, thì người ta còn dâng bình hoa sen gỗ tượng trưng hoa cho sự thanh tịnh, làm cho nơi thờ phụng trở nên trang nghiêm và đầy thành kính. Tùy vào kích thước to nhỏ của bàn thờ mà gia chủ nên đặt một hay hai bình hoa sen cho phù hợp. Thông thường, hoa sen gỗ sẽ được bày trí hai bên bàn thờ, hoặc là phía đầu bàn thờ. Ngoài đặt sen gỗ lên bàn thờ gia chủ, cũng có thể bày trí thêm câu đối, đỉnh đồng, để tăng thêm phần trang nghiêm và mang giá trị thẩm mỹ. Vào những ngày đặc biệt như ngày rằm, mùng 1, ngày giỗ hay ngày Tết Nguyên đán, gia chủ cũng nên trưng bày thêm hoa tươi và lau chùi vệ sinh bình hoa sen gỗ, chứ không nên thay mới hoàn toàn. Để trang trí phòng khách, bình hoa sen bằng gỗ cũng rất thích hợp để trang trí phòng khách nhằm tăng thêm sự sang trọng cho không gian sống. Nên trang trí bình hoa ở đầu bàn khách hoặc giữa bàn khách, nâng cao tính nghệ thuật trong phòng. Tùy vào kích thước phòng khách của gia đình mà lựa chọn bình hoa gỗ to hay nhỏ. Kích thước thông thường của bình hoa sen gỗ trang trí phòng khách có chiều dài khoảng 27cm, miệng bình khoảng 15cm, cao khoảng 81cm. Một bình hoa sen gỗ đẹp nên đảm bảo các yếu tố. Bông hoa sen nên có đầy đủ lá, lá non nhỏ, lá già to, nụ hoa, bông hoa và đài hoa. Hoa phải nở bung tỏa nhiều cánh xếp lớp, đan xen vào nhau. Tất cả cành lá, nụ, hoa phải được sắp xếp một cách hài hòa, cân đối, tự nhiên và mềm mại.